một người dân mất 346 triệu đồng sau khi thực hiện nâng cấp SIM qua tin nhắn điện thoại. Công an mật phục bắt gọn nhóm đối tượng trộm cắp xe lộng hành ở Bình Dương. Cần quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh trong mùa dịch.